và linh hồn ca lương đạo tiên thì chính là cái tôi bản ngã của chính mình. Trải qua tôi năm năm biến cố, con bỏ ý định mưa cả rồi mẹ. Đó chính là cái hệ thống chính mình trên hành trình tìm về với chân tâm. Không mình ra nhà người ta thì cũng nghèo, nhà mình cũng nghèo, nhà mình con thì đòi nuôi cá, người ta có cá đâu. Nhìn những người nhà nghèo con thì tốt, con có quyết định mua cá rồi. Mẹ à. Mẹ đây. Đây. Thế ăn gì? Ăn ạ. Đây á. Đấy, đây thôi, cầm đây. Ăn măng à? Ăn măng, kìa mà. Cô thích ăn măng à? Ngon không? Bơ biết ai nấu măng không? Mẹ. Ai nấu? Mẹ. Bà đấy. Mẹ chứ. Không bà. Mẹ. Bà nấu măng đấy. Mắc kiểu gì đấy? Mẹ nói là bà nấu mà. Mẹ. Không phải bà. Mẹ. Ok cái con này. Ta bảo là bà mà. Măng là bà làm còn mì mẹ nấu. Ừ. Ừ nhưng mà măng là bà làm. Măng ngon không? Măng ngon không? Măng ngon à? Ai làm? Mẹ. Bà. Mẹ. Cho mùa lên chua một sớt mẹ ạ. Thì biết thế nào không? Bây giờ chưa một bán vé. Đúng rồi, chưa có. Mẹ cũng hay không mãi. Khi nào có thì đi. Chưa một bán nữa. Ngon không bầu? Món gì đấy? Bà nấu cái bà nấu cháy. Bà nấu đấy à? Nhưng mà món gì? Bông dầm dầm. Măng. Măng. Ai nấu? Mẹ. Nói lại. Bà. Ừ. Anh đi đeo không mẹ? Chủ lấy cái bát nước mắm làm gì? Nhưng con thấy ảnh này ngủ ảnh này là đấy. Dạ. Đây mày sắp ra đấy, bắn bắn bắn. Cái thằng chung mà. Ôi. Này.